Thi Ca 34. Cái thấy của người chứng đạo như như bất động. Phiên âm: bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không, vô nhai ngạn, bất ly đương xứ, thường chạm nhiên. Mịch tức chi quân, bất năng kiến. Dịch nghĩa: khen không hết ý, chê càng không thể. Chê hay khen, không giận cũng không mừng. Giống như hư không lồng lộng sáng trong, ngay chỗ đứng không rời niết bàn đại lạc. Ai muốn biết, hãy tu đi sẽ biết. Uống nước rồi, vị nước hỏi chi? Trực chỉ: người thực học, thực tu và chứng đạo thực, họ có sự an lành giải thoát thực mà người thường khó biết. Kinh điển Phật gọi đó là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Họ giải thoát và an lành ngay trong lúc nói, nín, động, tĩnh, ngay khi đi, đứng, ngồi, nằm. Kinh điển Phật gọi qua cái từ bất ly ư đương xứ. Trạng thái an lành giải thoát đó là sự biểu hiện của một con người, một thiền giả, một tâm hồn đạt đến trình độ như như bất động trước ngoại cảnh, khen, chê, lợi, suy, hủy, dự. Yếu tố khiến cho hành giả đạt đến cảnh giới như như bất động ở nội tâm là phải tư duy, quán chiếu, thấy cho được tâm thể. Tâm thể vốn rỗng rang, thanh tịnh, trong sáng như hư không. Hư không không phải là sự sự vật vật, nhưng hư không không chống cự sự phát huy sinh trưởng của sự vật. Sự vật dù sinh trưởng phát huy trong hư không, nhưng hư không vĩnh viễn là hư không thanh tịnh. Dữ kiện và yếu tố tư duy quán chiếu đó khiến cho hành giả có được sự tự tại, an nhiên. Bất khả hủy, bất khả tán, hành giả có được cái an vui, bất ly đương xứ.